Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ trên tay và giới thiệu đến mọi người cái máy sưởi oxy của thương hiệu Get ha. Đây, thương hiệu Get ha, và cái mã của nó là Get E 2000SB. Get thì nó rất nổi tiếng rồi, nó là một cái thương hiệu của Nhật, cực kỳ nổi tiếng luôn. Anh em chơi thủy sinh hoặc là nuôi cá thì sẽ biết ha. Những ai mà có kinh nghiệm, có thâm niên rồi sẽ biết cái thương hiệu Get này. Rồi, đánh giá cảm quan chút xíu ha. Thì đây là cái máy sưởi oxy mà được giới anh em chơi thủy sinh rất ưa chuộng. Tại vì sao? Tại vì nó là một cái máy của thương hiệu tốt nè, giá thành cũng vừa phải mà khi mà hoạt động thì rất là êm. Đó, được rất nhiều anh em tin dùng. Thì cái dòng này nó có rất nhiều phiên bản ha, nó có phiên bản 2000 là phiên bản mình đang trên tay nè, rồi nó có phiên bản 1000, rồi phiên bản 4000, rồi phiên bản 6000 nữa. Nhưng mà cái hồ của mình thì mình chỉ sử dụng cái máy 2000 này thôi là vừa đủ. Nó có dòng 4000 với lại 6000 nó cao hơn nhưng mà mình không sử dụng, tại vì nó vượt quá công suất của cái hồ mình nên mình không dùng ha. Mình thấy là cái này là vừa đủ cho nên là mình mua cái này mình sử dụng. Rồi bây giờ thì không nói nhiều nữa ha, mình sẽ khui này ra giới thiệu đến mọi người. Ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái kinh nghiệm là triệt tiêu cái tiếng ồn từ những cái máy sưởi oxy này rất hiệu quả luôn. Mình đã nghiên cứu và đã thực hành thành công rồi, nó triệt tiêu được khoảng tầm 90 đến 95% tiếng ồn. Khi mà sử dụng á, mình phải ghé tai vô khoảng tầm 15-20 cm như này, mình mới cảm nhận được cái tiếng máy, cái tiếng rung của cái máy thôi, chứ không nghe được tiếng nó chỉ nghe cái tiếng rung của cái máy thôi. Phải để 15-20 cm như này thì mới nghe ha, chứ còn để khoảng tầm nửa mét là không nghe luôn đó. Nó rất hiệu quả luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm đó, cái bí quyết đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui này ra cho mọi người xem ha, khui trên đầu này. Đây, cái máy đóng trong một cái hộp như thế này ha. Chúng ta gỡ ra. Đó, trong đây nó có một cái phiếu, chắc là sách hướng dẫn sử dụng ha, cũng không quan trọng, bỏ qua. Rồi, đây là cái máy ha. Cái máy nó sẽ trông như thế này. Rất là nhỏ gọn ha, một sợi dây. Và cái máy này nó chỉ có một cái đầu ra thôi mọi người ha. Nếu như mọi người muốn hai đầu ra thì nó có máy 4000 với lại máy 6000. Nhưng mà mình khuyên á, mọi người nên bỏ qua cái dòng 4000 ha. Tại vì cái dòng 4000 á, có nhiều anh em đánh giá là nó còn yếu hơn cả cái máy 2000 này luôn. Thậm chí là cái cửa hàng bán máy này họ cũng xác nhận điều đó luôn. Máy 4000 nó không có mạnh bằng cái máy 2000 này luôn. Cho nên là nếu như mà anh em cần cái máy mạnh hơn thì mua cái máy 6000 nó sẽ tốt hơn ha. Nếu như hồ chúng ta to thì chơi luôn cái máy 6000, còn cái hồ của mình thì bé bé xinh xinh thôi, cho nên mình sử dụng cái dòng 2000 này là đủ. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vô rồi cho mọi người nghe cái tiếng máy ha. Đó, mọi người nghe tiếng máy không? Tiếng máy kêu rất khó chịu ha. Cái này là khi mà mình chưa có cắm dây sủi vô thì nó sẽ nghe như thế này. Chút mình sẽ cắm dây sủi vô thì sẽ êm hơn, nhưng nó vẫn có nghe được cái tiếng cộng thêm đó là cái tiếng rung của cái máy nữa. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái vòng điều chỉnh cái công suất ở đây ha. Ở chỗ này đó là mắc nè, chỉnh lên như thế này là mắc nè, là mạnh nhất á. Rồi chúng ta chỉnh xuống nè, đó là nó sẽ yếu nhất và nó sẽ êm hơn nè. Mọi người nghe nè, nó êm hơn hơn nó êm hơn nhưng mà vẫn nghe được cái tiếng nha. Hiện tại là ở đây là mình vẫn nghe được cái tiếng không biết là camera nó có thu được hay không ha. Mọi người nghe không? Để mình để sát vô camera ra cho mọi người nghe nè. Đó, vẫn nghe tiếng ha, cộng thêm là cái tiếng rung. Rồi chút mình sẽ hướng dẫn mọi người cách triệt tiêu cái tiếng cũng như là cái tiếng rung này luôn, rất hiệu quả luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cái cục sủi vào ha. Đây, ráp cục sủi vào. Thì thông thường anh em chơi cục sủi á, thì sẽ chơi một sợi dây như thế này đúng không? Đó, chơi một sợi dây như thế này rồi chúng ta gắn vào cái máy, đúng chưa? Thông thường là như vậy, ai cũng chơi theo kiểu này. Nhưng mà mình có một cách chơi khác để triệt tiêu cái tiếng ồn. Chút mình sẽ chỉ ha. Rồi, bây giờ mình gắn cục sủi vào ha. Đó. Cái tiếng nó sẽ đỡ hơn chút xíu. Bây giờ mình sẽ bật lên maximum để cho chúng ta cảm nhận nè. Đó. Tiếng bây giờ không còn nhưng mà cái tiếng rung thì vẫn còn. Nếu như mình đứng ở đây á, mình sẽ nghe được cái tiếng rung. Để sát vào cho mọi người xem nghe nè. Vẫn có cái tiếng rung ha, vẫn có tiếng rung. Mình đứng ở đây cách nhau khoảng tầm nửa mét á, cái lỗ tai mình với cái máy khoảng tầm nửa mét nhưng mà vẫn cảm nhận được cái tiếng rung của máy cũng như là cái tiếng hơi nhẹ nhẹ chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái sủi này vào cái xô nước. Rồi
lúc này chúng ta sẽ nghe tiếng è nó mạnh hơn nè. Đó, đang ở chế độ là mắt ha. Đó, chúng ta sẽ nghe tiếng è mạnh hơn nè ha. Đó, rồi. Cộng theo đó là cái tiếng phát ra từ cục sủi. Đó. Đó, mọi người nghe không? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái cách làm thế nào để triệt tiêu cái tiếng ồn ha. Rất đơn giản thôi, cái cách như sau. Mình sẽ gỡ cái này ra ha, mình sẽ thay bằng một sợi dây khác. Rồi, cái sợi dây khác của mình sẽ trông như thế này ha. Đó, một khúc vẫn là cái sợi dây nhỏ bình thường như thế này. Nhưng mà ở đây mình sẽ nối thêm một cái đoạn nữa, cái ống sẽ rất là to. Đó, ống to như thế này. Rồi. Đó, kéo dài tới cả cái đầu ống phía cuối cùng luôn. Rồi sau đó mình gắn cái máy này vào cái đầu này. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vào. Đó, bây giờ chúng ta chỉ nghe được cái tiếng phát ra từ cái đầu sủi này thôi. À, chứ còn cái máy là không có nghe được luôn á. Đó, mình để sát cái máy cho mọi người xem nè. Đó, cái đầu sủi nó kêu è ha. Đó. À, cái máy rồi. Không nghe được luôn á mọi người. Đó, mình phải ghi sát tai vào khoảng tầm 10-15 cm mình mới nghe được. Chứ không không còn nghe lớn như lúc nãy. Lúc nãy là để khoảng tầm nửa mét là vẫn còn nghe được. Nhưng bây giờ hết nghe được luôn. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Ngoài ra thì để triệt tiêu tốt hơn nữa thì mình sẽ gắn một cái hộp. À, mình sẽ có một cái hộp. Ở đây mình sẽ lấy cái hộp của mình ra cho mọi người xem. Đây, đây là cái hộp của mình ha. Thì cái máy mình sẽ bỏ vào một cái hộp như thế này. Sau đó mình sẽ lót cái bông lọc vào. Đó, lót trên và lót dưới để chi để nó triệt tiêu cái độ rung. Đồng thời là cái hộp này nó bít lại. Đó, thì như vậy cái tiếng rung nó sẽ không có phát ra. Như vậy thì mình sẽ không thể nào nghe được cái tiếng rung của cái máy này khi mà cái máy này đang hoạt động. Đó, đó là cái cách của mình. Thì nếu như mà mọi người có cách nào hay hơn thì có thể là comment trong phần bình luận ha. Ngoài ra nếu như mà ai muốn mua cái dòng máy này thì mình cũng có để một cái đường link trong phần mô tả video clip luôn. Mọi người cứ xem trong phần mô tả rồi click vô mua hàng ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy đó mình gắn vào cái hồ. Đồng thời mình sẽ quay cái cảnh mà mình gắn cái máy vào cái hồ cho mọi người xem luôn. Và đây là cái cassette, cái cục sủi oxy mà mình mới vừa lắp đây mọi người ha. Mình nghĩ đây là cái cassette của đa số anh em chơi thủy sinh. Thông thường anh em chơi thủy sinh sẽ set như kiểu này. Sẽ treo nó lên ở một cái góc nào đó mà nó hơi khuất khuất chút xíu. Đó, treo lên. Nhưng mà đây không phải là cassette của mình ha. Cái cassette của mình sẽ là như thế này nè. Đó, mình sẽ bỏ một cái hộp như thế này. Lúc nãy mình có nói rồi đó. Đó, đây là cái hộp mà mình đã sử dụng rất là lâu rồi. Nó không có tiếng ồn. Đồng thời ở phía dưới cái hộp á, cái hộp á, mình có lót một cái miếng bông lọc luôn. Thì như vậy á, nó sẽ triệt tiêu cái tiếng ồn giữa cái hộp với lại cái miếng gỗ này. Thì như vậy nó sẽ không có tạo ra tiếng ồn. Đó, cực kỳ là yên tĩnh luôn. Còn với cách này á, thì hiện tại mình để nó như vậy thôi. Tại vì mình chưa có thời gian để mình làm cái hộp cho nó. Cho nên mình sẽ tạm thời treo lên như vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái điện thoại, mình mở cái app đo cái độ ồn môi trường để cho mọi người cảm nhận giữa cái cục sủi oxy mà mình để chơi chọi như vậy với lại một cái cục sủi oxy mà được nằm trong một cái hộp như thế này thì cái nào nó sẽ ồn hơn ha. Rồi, đây mọi người ha, đây là cái điện thoại và cái điện thoại mình đã mở sẵn cái app đo cái tiếng ồn rồi. Bây giờ mình sẽ để cái điện thoại này kế vào cái hộp. Cái tiếng ồn nó đo được đâu đó khoảng tầm 53-54 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ để vào cái cục này. Đó, cái tiếng ồn nó đâu đó khoảng tầm 57-58. Đó, mọi người thấy là khi mình để chơi chọi như vậy nó sẽ ồn hơn rất nhiều so với mà chúng ta bỏ vào một cái hộp như thế này ha. Đó, mọi người thấy là cái cách làm của mình rất hiệu quả ha. Ngoài ra cái cục này của mình á, mình đã đi cái ống lớn rồi cho nên là nó đỡ ồn hơn nữa. Nếu như mà lúc nãy mà mình sử dụng cái ống nhỏ thì nó sẽ rất ồn ha. Do là mình đã đi cái ống lớn rồi cho nên là nó đã triệt tiêu cái tiếng ồn rất nhiều rồi cho nên là không có nghe nữa. Chứ nếu không là nó sẽ ồn lắm. Rồi, còn đây là cái cassette của mình. Đó, cái cục sủi á mình sẽ để ở phía dưới cái máy bơm. Thì như vậy á, một phần
những cái bong bóng khí nó sẽ chui vào cái ống bơm và được cái ống bơm thổi ra. Và khi thổi ra như vậy, mọi người thấy cái hồ của mình nè, nó có rất nhiều những cái hạt li ti li ti nó bơi bơi nè, mọi người thấy không? Đó, đó, đó là những cái hạt oxy nó bơi 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 trong hồ mình á, nhìn nó rất là vui mắt và bắt mắt ha. Thì đây là cách set của mình. Còn đây là cái hồ của mình ha. Cái hồ này thì mình mới vừa set được khoảng tầm 3 ngày thôi, cho nên là chưa có bỏ cá và tép vào. Cái hồ này thì mình định sẽ bỏ cá neon với lại tép vào để mình nuôi. Chỉ nuôi hai loại đó thôi. Mình sẽ đợi khoảng tầm 5 ngày, 7 ngày nữa để cho cây nó mọc rễ ổn định, rồi lúc đó mình mới bỏ tép với lại bỏ cá vào. Chứ bây giờ mà bỏ vô sợ tép lại cá nó rỉ rỉ rồi nhảy tưng 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 nó làm cây chóc gốc nó mất công. Đó, cái hồ mình rất là mát mọi người ha. Cái hồ thì mình đang sử dụng 4 cái cánh quạt như thế này. Đó, cái này thì là 4 cái quạt máy tính thôi và hàng cũng là hàng tự chế thôi, rất là rẻ. Và nó giúp cho cái hồ mình lúc nào cũng có một cái nhiệt độ rất là mát, khoảng tầm 26 đến 26 độ rưỡi. Đó, rất là mát luôn. Bây giờ mình sẽ lấy máy ra, mình test cái nhiệt độ cho mọi người xem ha. Để kiểm tra nhiệt độ thì mình sử dụng một cái máy đo nhiệt độ hồng ngoại như thế này. Đó, cái máy này rất là chính xác luôn, cực kỳ chính xác luôn mọi người ha. Đó, để sử dụng thì bấm nút nguồn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ kê vào cái hồ. Rồi, mình bấm cái nút start đây. Đó, nó báo cái tiết, báo nền xanh rồi. Đó, mọi người thấy nè, nhiệt độ của cái hồ mình nè, khoảng tầm 25 độ 8. Đó, nó giảm rồi. Do là buổi chiều thì nó sẽ trời mát hơn, cho nên nó giảm xuống chút xíu rồi. Nếu mà buổi tối khoảng tầm 25 độ luôn á, cũng tùy thôi. Ngày hôm qua thì khoảng tầm 26 độ. Rồi 25 độ mấy cũng có nữa. Đó, còn buổi trưa này là đa phần là 26 độ, 26 độ 1, 26 độ rưỡi. Đó. Cái này là mình chỉ nó chỉ đo phía trên mặt hồ thôi nha, cái nhiệt độ phía trên mặt hồ thôi. Nhưng mà cái phần ở phía dưới này nè, ở dưới đáy hồ thì thông thường nó sẽ mát hơn nữa, thì cái nhiệt độ nó sẽ còn thấp hơn nữa. Còn khi mà mình chưa có xét 4 cái quạt này á, thì nhiệt độ lúc nào cũng khoảng tầm 28, 29 độ, chứ không thể nào mát hơn được nữa. Nhưng mà từ khi mình lắp 4 cái cánh quạt này vào á, thì nhiệt độ nó giảm hẳn rõ rệt luôn, rất hiệu quả ha. Rồi, nếu như mọi người thấy thích video clip này thì nhớ bấm nút like, share, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình mọi người ha. Còn nếu như mà muốn mua cái máy sưởi oxy Get 2000 đó thì mọi người xem trong phần mô tả video clip, mình có để một cái đường link để cho mọi người click vào mua hàng cho dễ thuận tiện ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Nhớ like, đăng ký kênh và bấm chuông nhé.